Chào tất cả các bác nhé. Bên em đang tiến hành lắp đặt xong chiếc Web Vision S8 Plus trên chiếc xe Camry của anh trai ở Hà Nội. Ok, đây là đang tiến hành lắp đặt chiếc camera sau. Camera sau được gắn ở kính phía sau. Quay có lên tí này. Nó chú ý xuống đi quá. S8 Plus là chiếc camera hành trình được khít lên kính phía trước với các tính năng cảnh báo thông minh, và camera sau được gắn lên phía sau. Con này là Full HD. Chế độ khác nữa. Vâng, quay trước quay sau Full HD ạ. Nhưng mà không có chế độ khác. Cái này thì mình nhìn ở đây thì nó hơi ấy thôi. Anh cho ra bởi vì cái phân giải của cái màn hình con này nó không được cao. Anh hiểu rồi. Thì anh cho ra máy cho tính ra máy thì tính rất là thì ok. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà nó không có chọn lựa nữa không có. Vâng, đúng rồi, nó mặc định thời gian lưu video để 3 video. Okay. Cái này là kích thước hình ảnh. Hình ảnh định thì điều cho như thế này. Có nghĩa là cái hình ảnh khi anh lắp lên, khi anh xem ảnh chế độ như kiểu chế độ máy tính nó sẽ có là VAG này hoặc 1.2 cái thứ này thôi, thì bên cái này thì em cũng không rõ lắm đâu. Thì cái này luôn luôn là để mặc định với cái nhà máy người ta đã cài đặt sẵn rồi, luôn là để vào đấy, biển số cái này là để cái biển số xe của mình thôi, bộ biển số có nghe mình để biển số xe để làm gì không cần thiết, có nghe khi người ta chỉ xác định cái cam này của xe này xe nọ thôi. À, nó hiển thị trên camera anh, trên video thôi. Thì em tùy anh, khi nào anh thích ok vào thì anh ok thôi. Dạ vâng. Mấy cái này đều cài đặt hết rồi, còn cái âm lượng này thì mình tăng giảm âm lượng. Âm lượng là âm lượng thu âm trong âm này lượng. Âm lượng này là à, lượng cái âm lượng của cái giọng nói của nó. Nói. Vâng. Thế còn thu âm là nó? Thu âm thì nó có một cái mic bé thôi. Tắt nó đi được không? Tắt cái này thì mình phải cho hẳn tắt tiếng đi ở ngoài. Đây, ừ. Kiểu mình phát ra ở ngoài này. Ừ. Mình ấn quay này. Tắt đấy, phải tắt tiếng đi thôi. Hạch vàng đỏ này mình sẽ để cuối đường phía trước đây. Đây là cuối con đường mình nhìn thấy với tầm mắt mình ở trên này. Cuối con đường mình sẽ cho nó ăn xuống mặt đường này. Xong mình ấn ok này thì bắt đầu chỉnh vạch xanh là trên mõm xe, ở đầu xe của mình. Đây, mũi xe của anh không nhìn thấy trên này. Anh cho ăn vào mũi xe, ngang mũi xe. Khi mình để như này thì nó sẽ căn cho mình, báo lệch làn cho mình. Còn mình tắt đi thì thôi. Tắt đi thì nó sẽ không báo nữa. Ừ. Đây mình sẽ ấn ok. Được, đây là ADAS là cảnh báo làn đường. Còn cái ADAS này là FCVFS này, nó là cái cảnh báo số mét của xe, khoảng cách à, xe phía trước. Đấy nó hay đấy. Có nghĩa là em đã vừa bật lên cho anh rồi. Thế là để mặc định bao nhiêu? Hay là mặc định cái gì ạ? À nó à, cái đấy là nó đã mặc định sẵn, khi nó mình bật lên là nó sẽ cứ đo thôi, nó cứ đo thôi. Cái LD trên thì nó là cái cảnh báo mặc định của đèn nhiếp, thì em cũng không biết, thường thường là người ta tắt đi, có thể là chui gầm hoặc là cái gì đấy hả? Hoặc là cảnh báo đèn hả? Còn đèn nó ở bên thì dưới tối hả? Tối thì cảnh báo bật đèn trời sáng các thứ thì nó có cái kiểu. Đây là như kiểu là cảnh báo việc của đối mặt với ông chồng
nhấn vào khi chuẩn thế thôi. Mình kiểu ban đêm nó tối quá mình có thể đi xa chế độ ban đêm nhìn. Ok, Quest Vision S8 là chiếc camera hành trình thông minh. Chuyên về cảnh báo là bản nâng cấp của Quest Vision S8. Thì để tìm hiểu thông tin về sản phẩm thì các bác có thể truy cập vào website westvision.vn hoặc là gọi điện đến tổng đài 1900 0388 để biết thêm các thông tin chi tiết nhé. Bên em sẽ hỗ trợ luôn cho các bác. Với chiếc Quest Vision S8 Plus này thì khi di chuyển trên đường các bác sẽ được cảnh báo tất cả những biển báo về tốc độ, xong rồi ấn OK là chụp. Anh ấn lần thứ hai vào cái nút sắp ra vào khu dân cư, sắp đến giao nhau đường sắt, những cái biển báo trên đường bộ đều được tích hợp sẵn ở trên chiếc camera này, thế nên rất là tiện. Camera thì camera hành trình ghi hình trước sau cùng một lúc. Độ phân giải đều là Full HD. Đây này, camera sau đây. Đây nó quay lại đây. Đây là mình xem lại. Cần xem lại luôn đấy. Thế đâu xem lại cái ảnh vừa chụp xem nào. Để mình có thể là ứng xử cho nó phù hợp. Đây chuyển từ đây sang đây. Họ đã trang trọng với nhau như thế này. Họ đã trang trọng với nhau. Em không hề cấm anh phù tặng các bạn. Nhưng anh cứ đi những ngày thường. Còn cuối tuần em đề nghị các bạn làm cái gì đó. Chúng ta cũng không có liên lạc bên ngoài nữa. Với chiếc camera hành trình Quest Vision S8 này thì các bác có thể tải ứng dụng về để download trực tiếp những cái video, những cái hình ảnh từ trên camera về điện thoại các bác nhé. Tức là cái này rất là tiện, rất là hay. Tức là bác nào mà cần có những khoảnh khắc hoặc là tình huống gì trên đường, chúng ta có thể ngồi trực tiếp download luôn dữ liệu về, download luôn video về. Đấy, cái đấy cũng là một cái rất là hay ở trên chiếc camera này. Ok, em xin dừng video clip tại đây. Thì để tìm hiểu thông tin về sản phẩm thì các bác có thể truy cập vào website webvision.vn hoặc là gọi điện đến tổng đài 1900 0388 để biết thêm các thông tin chi tiết nhé. Thì bên em sẽ hỗ trợ luôn cho các bác. Ok, chúc các bác sức khỏe, lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo.